Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Tòa án Nhân dân quận Ngô Hà Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị từ đầu năm đến nay. Đến nay, Tòa án Nhân dân quận Ngô Hà Sơn đã thụ lý gần 560 vụ việc và đã giải quyết 492 vụ việc đạt 88%, không có án tồn động kéo dài, không có án tuyên không rõ ràng, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ việc án dân sự và án hôn nhân và gia đình chiếm phần lớn, công tác cải cách tư pháp được chú trọng trong việc nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng ban hành bản án, quyết định. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, triển khai thi hành luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị đơn vị làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và ghi nhận các kiến nghị để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố.